ông Onesim, người nô lệ chạy trốn. Tại thành phố Colosse, có người khá giả tên là Philemon, cái tên có nghĩa người hôn, là người bày tỏ tình thương cho đời. Khi tin Chúa thật tuyệt vời, hội thánh nhóm lại ở trong nhà mình, làm công việc của gia đình. Có người nô lệ tên là Onesim, anh này chỉ muốn đi tìm tự do theo cách thức riêng của mình, âm mưu kế hoạch chương trình. Một hôm chẳng thấy anh ta trong nhà, vậy là đã trốn đi xa, thoát cảnh nô lệ tưởng là yên thân, thật ra khổ sở muôn phần, trốn chui trốn nhủi, việc làm không ra, chạy qua đến tận Roma, biết Phao-lô bị giam trong thành này, thế là tìm đến gặp ngay, mong được giúp đỡ tháng ngày lao đao. Phao-lô thương xót biết bao, lắng nghe câu chuyện, gửi trao tâm tình, chỉ cho giải pháp tâm linh, tin lành của Chúa, tình thương của Ngài. Onesim biết mình sai, tin nhận cứu Chúa, xin Ngài thứ tha. Để nô lệ trở về nhà, Phao-lô cầu nguyện, viết thư giải bày. Onesim đã đổi thay, không còn vô ích như ngày xưa đâu. Cái tên như thuở ban đầu, nghĩa là ích lợi, nay xin quay về. Trong lòng chẳng vướng nặng nề, chủ thì tha thứ, người về ăn năn. Philemon biết hay chăng, bàn tay nhân ái không trừng phạt ai.